Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại là làng hoa Sa Đéc nha, đến nhà vườn của chị Cúc có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô bác anh chị em mình rất là nhiều mệnh giá nha. Rồi, chào chị Cúc. Dạ, em chào anh Thái. Dạ, mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Thái. Hôm nay em có một số hoa giấy ngũ sắc và tím bớm và hồng răng và trắng phớt hồng sakura để giao lưu cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho em, là số điện thoại của em là 0703236412 là số Zalo của em. Dạ, không mất thời gian em lên là cây số 1 ạ. Cây Lido Batis ạ, chiều cao là 80 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Đang phun hoa rực rỡ luôn chị em. Hoành 18. Dạ cô chú anh chị, cái này mã số 0 nha, mã số 0 là 480.000 ạ. Cây bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 2, ủa số 1 ạ. Mã số 1 là một cây rượu vang. Rượu vang ạ. Cây này phơm tàn già mùa. Chiều cao là 1m05 ạ. Tán ngang là 95 ạ. Hoành 21. Mã số 1 này là 520.000 ạ. Tàn tròn quay quý anh chị. Tiếp theo là mã số 2. Cây rượu quang luôn ạ. Hai cây này cặp quý anh chị. Chiều cao là 91. Tán ngang là 83. Hoành 17. Mã số 2 cũng là 520.000 ạ. Tiếp theo là mã số 3. Một cây cam lửa anh chị em. Cây cam lửa. Rực lửa luôn ha. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 80 ạ. Hoành 18. Mã số 3 cũng là 520.000 ạ. Tiếp theo là mã số 4. Một cây hai màu ạ. Chiều cao là 1m55. Tán ngang là 73. Hoành 16. Cây này vàng thái và đỏ thái ạ. Cam thái nữa. Cam là 3 màu quý anh chị. 3 màu thái ha. Dạ. Mã số 4 là 520.000 ạ. Tiếp theo là mã số 5. Cây này có vàng thái, cam thái, hồng thái. 3 màu. Chiều cao là 90. Tán ngang là 80 ạ. Hoành 18. Cái mã số 5 là 520.000 ạ. Tiếp theo là mã số 6. Tiếp tục là 3 màu, 4 màu anh chị em, cái này 4 màu. Trắng phớt hồng, màu đỏ, màu vàng và màu cam. Vàng, màu cam ạ. Chiều cao là 96. Tán ngang là 80 ạ. Hoành 17. Mã số 6 là 520.000 ạ. Tiếp theo là mã số 7. Cây này thì gồm có màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu hồng, trắng phớt hồng, 5 màu ngũ sắc. Dạ. Chiều cao là 82. Tán ngang là 73. Phơm tàn tròn đang sổ nụ nha quý cô chú anh chị. Hoành 19 ạ. Cái mã số 7 là 520.000 ạ. Mã số 8. Cái này 5 màu ạ. À. 5 màu thái ạ. À. Chiều cao là 89. Dính ạ. Tán ngang là 70 ạ. À. Hoành là 20. Cây tốt cỏ lên nè. Mã số 8 là 520.000 ạ. À. Tiếp theo là mã số 9. Một cây tiểu Ấn Độ anh chị em, đang rực rỡ hoa. Nguyên chuyện con bên. Chậu. Chiều cao là 95. Tán ngang là 85 ạ. À. Hoành 17. Cây mã số 9 cũng là 520 ạ. À. Tiếp theo là mã số 10. Ngũ sắc ạ. Ngũ sắc phơm tròn xe của anh chị em. Cây đủ 5 màu ha. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 1m luôn ạ. À. Hoành 18.
Cái mã số 10 là 520 ngàn ạ. Tiếp theo là mã 11. Cây này dán bài của anh chị. Ngũ sắc ạ. Đàn full rực rỡ. Chiều cao là 1m5 ạ. Thắng ngang là 80. Mình đôi vị trí này là 20 ạ. Mã số 11 là 520 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 12 là ngũ sắc luôn ạ. Chiều cao là 1m15, tán ngang là 95 ạ. Vành 18. Cái mã 12 là 580 ngàn ạ. Tàn tròn đặc luôn anh chị em. Tiếp theo là một cái size to của anh chị em, một cây tím bướm à. Mã số 13 là một cây tím bướm ạ. Đàn rực rỡ và form tròn đặc. Chiều cao là 1m1, tán ngang là 1m ạ. Hoành là 24. Mã số 13 là 1.300.000 ạ. Tàn như cái mặt bàn của anh chị em. Được vào chậu lục giác 6 nha. Xài rất là to. Tiếp theo mã số 14 là một cây ngũ sắc ạ. Chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m1 ạ. Những cái size lớn này mình ghép xe ha. Dạ. Quanh 24. Mã số 14 là 1.400.000 ạ. Đủ 5 màu của chú anh chị. Tiếp theo mã số 15. Cây này quá quýp quý anh chị em. Ngũ sắc thái luôn ạ. Chiều cao là 1m35, tán ngang là 1m1 ạ. Hoành 26. Mã số 15 là 1.400.000 ạ. Size này size lớn quý anh chị em, ghép xe bán kính 200-300 km nha. Dạ. Mà số 16 là một cây trắng phất hồng sakura. Chiều cao là 1m25, tán ngang là 1m25 luôn ạ. Hoành 27. Mà số 16 là 1.500.000 ạ. Cây rất là to quý anh em, cái tàn phải nói rất lực. Phải. Nè. Mã số 17. Cây này thì rực rỡ quý anh chị em. Phất hồng sakura luôn ạ. À. Quá đẹp. Màu nó chạy sọc luôn quý anh chị em. Chiều cao là 1m35 ạ. Tán ngang là 1m15 ạ. Vành đầu vị trí này là 22. Phủ đế sạch nha quý cô chú anh chị. Mã số 17 là 1.500.000 luôn ạ. Không. Tiếp theo mã số 18. Một cây hồng gân sai đại quý anh chị em. Hồng gân ạ. À. Quá đậm luôn. Sáng bê mấy cây này mệt ạ. Chiều cao là 1m3, tán ngang là 1m2 ạ. Hoành 25. Cái mã số 18 là 1.500.000 ạ. Siêu đẹp ha.
Tiếp theo mã số 19 là hồng găng luôn ạ. Tạng tròn xe của anh chị em. Chiều cao là 1m3. Sáng nghe là 1m1 ạ. Quành 23. Mã số 19 này là 1.500.000 luôn ạ. Mã số 20 là một cây rất là VIP quý anh chị em. Mã số 20. Kéo này xích ra. Rực rỡ. Chiều cao là 1m15 ạ. Tán nghe là 1m2 ạ. Cây dáng bay quý anh chị em. Quành 26. Cây mã số 20 là 1.500.000 cũng là cây cuối clip hôm nay. Dạ. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em xin mến chào ạ. Rồi thì hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Cúc nha. Đặc biệt thì những cái cây này thì size lớn. Quý cô chú anh chị em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp thêm để được hỗ trợ cung cấp hình ảnh thêm nha quý cô chú anh chị. Và những cái cây này thì do size lớn nên cái đường phí ship chỉ tầm bán kính 200-300 km mình ghép xe. Cái đường bưu điện thì rất là khó nhưng quý anh chị em không đóng khung được. Thì